Nguyễn Hoàng xin chào quý cô chú anh chị, mình đã quay trở lại với kênh Bán Nhà Chính Chủ Sài Gòn. Hôm nay Nguyễn Hoàng đang có mặt tại trục đường Bà Hôm nha quý anh chị, để review cho quý anh chị mình một ngôi nhà nằm ở cái con hẻm này, là hẻm 208 của trục đường Bà Hôm ha. Ở đây thì hiện tại đang thuộc phường 13 quận 6 quý anh chị ha. Phường 13 quận 6 quý anh chị. Ở đây là mặt tiền đường của trục đường Bà Hôm nè. Hướng này mình qua bên này là trục đường số 10. Hướng đi ra bên ngay chỗ khu ẩm thực ăn uống của trục đường số 10 quý anh chị. Cư xá Phú Lâm A quý anh chị ha, cư xá Phú Lâm nha. Rồi mình hướng đi ra bên Kinh Dương Vương. Còn hướng bên này thì mình đi di chuyển về bên trục đường tỉnh lộ 10, về bên khu bánh bò bánh tiêu ở bên An Dương Vương quý anh chị. Còn hướng ngược lại này nè, là cô chú anh chị mình sẽ di chuyển về bên vòng xoay Phú Lâm, di chuyển về bên chợ Phú Lâm nha quý anh chị ha, là cái hướng này nha, là di chuyển về bên chợ Phú Lâm nè, rồi trục đường Đặng Nguyên Chuẩn, rồi ra vòng xoay Phú Lâm quý anh chị. Ở đây là hiện tại đang thuộc cái con hẻm 208 nha, đầu đường là nó có cái tiệm thuốc tây Đức Hạnh nè. Thì hôm nay Nguyễn Hoàng đang có mặt tại đây để review cho quý anh chị mình một cái căn nhà có kết cấu một trệt hai lầu ha, một trệt hai lầu quý anh chị, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh nha quý anh chị ha. Hướng chính của ngôi nhà của mình là hiện tại đang thuộc hướng bắc nha, sổ hồng riêng nha. Mức giá mà chủ nhà đang chia sẻ căn nhà này chỉ có 2 tỷ 380 triệu thôi quý anh chị ơi. 2 tỷ 380 triệu, giá này thì chủ nhà vẫn còn bớt nữa quý anh chị. Hẻm này thì thuộc cái con hẻm thông, hẻm này là hẻm 208 của trục đường Bà Hôm. Cái hướng này là mình sẽ đi thông ra bên trục đường, đó là 242 của trục đường Bà Hôm nè, rồi hướng đi ra bên 205 của Tân Hòa Đông ha. Rồi hướng này di chuyển về bên 110 của trục đường Bà Hôm, mình di chuyển được luôn. Hẻm này hẻm thông, hẻm bên này cũng vậy nè, hẻm bên này cũng đi thông được luôn. Ở đây là hiện tại đang thuộc 208 nha, 208 của trục đường Bà Hôm nha cô chú chị. Đường xá vô trong nhà mình là con hẻm này, di chuyển vô bên trong đó là tới nhà mình ha. Còn phía bên này là hẻm thông nè, nó đi thông được luôn nè. Nhà mình thì cách cái hẻm xe hơi này chắc khoảng coi chừng là 30m thôi là mình ra tới hẻm xe hơi này rồi. Còn mình cách mặt tiền đường của đường Bà Hôm chắc khoảng coi chừng là 70-80m gì đó là mình ra mặt tiền đường của đường Bà Hôm. Ở từ đây ra mặt tiền đường đường Bà Hôm rất là gần. Ở đầu đường nó xe hơi xe tải rồi mình di chuyển thoải mái nha. Ở đây thì gần ngay chỗ chợ Phú Lâm nha quý anh chị, gần vòng xoay Phú Lâm. Gần ngay chỗ khu ẩm thực ăn uống của trục đường cư xá Phú Lâm. Hướng ra bên Kinh Dương Vương, ra bến xe miền Tây nó cũng gần. Ở đây thì thuận tiện trong việc mà mình di chuyển nha. Di chuyển về các quận trung tâm nó cũng gần nha quý anh chị. Ở hẻm 208 nha quý anh chị ha. À, di chuyển vô bên trong đây. À, hẻm 208 nha quý anh chị. Hẻm này đi thông luôn nè. Hẻm này đi vô bên trong đó rẽ trái là đi thông luôn ha. Căn nhà mình Nguyễn Hoàng sắp review được cái căn này nha quý anh chị. Căn này ở đây có cái địa chỉ là 208 sạc 6 sạc 14 của trục đường Bà Hôm, thuộc phường 13 quận 6 nha. Nhà có kết cấu một trệt hai lầu, sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng của quý anh chị. Nhà một cái mẫu nhà mới rất là đẹp luôn của quý anh chị, để Nguyễn Hoàng quay lại chính xác cho quý anh chị mình ha. Ở đường nhà mình đây, không gian đường nhà mình đây, đường này thì nó rộng khoảng cỡ chừng là 2m hơn, hai xe né nhau được ha. À, di chuyển vô bên trong đây thì còn rất là nhiều nhà, với lại hẻm này hẻm thông nữa, bên này thông nè, di chuyển qua bên trái này là hẻm thông nè, bên phải này thì hẻm cục, bên phải này vô bên trong đó chắc còn khoảng có chừng hơn chục căn nữa, hơn chục căn nhà nữa là hết hẻm. Căn nhà này đang sở hữu bề ngang đó là 2,5m của chú chị, ngang 2,5m nha, tính từ tấm tường bên này nè qua tới bên này là 2,5m, chiều sâu vô trong đó là 5m. Nhà này thì chủ nhà chỉ có làm là một cái lớp cửa thôi, là lớp cửa này là lớp cửa bốn cánh, cửa bốn cánh bằng sắt nha quý anh chị, bằng sắt ha, tay nắm là bằng inox 304 nè. Ở đây thì chủ nhà có khắc CNC nè quý anh chị, khắc mấy cái này là khắc CNC nha, mấy cái đường chỉ này là đường chỉ CNC nha quý anh chị, khắc CNC nha. Nhà mình là khắc CNC, mấy cái tấm này là CNC hết. Ở bên trên đó là có cái ô kính luôn nè,
ô kính với lại chủ bo cái vòng cung luôn, rất là đẹp nha cô chú chị. Mặt tiền này thì chủ nhà ốp gạch cao lên tới bên trên đó luôn, họ lên tới bên trên cái bóng đèn đó luôn cô chú chị. Ở bên trên này là cái lầu 1 của ngôi nhà của mình nha. Lầu 1 của nhà mình thì nằm ở bên này nha cô chú chị ha. Bên trên là cái mái che của cái ban công. Nhà này thì điện nước là nước chính của nhà nước. Đó thì đồng hồ điện của nhà mình đây. Đó, đồng hồ điện của nhà mình góc này nè cô chú chị. Đồng hồ nước thì ở đây nha. Chủ nhà có làm sẵn cái tấm gạch đó cô chú chị để che lại cái đồng hồ nước của cô chú chị. Nhà mình thì cái thềm nhà nó sẽ cao hơn so với lại cái thềm đường chắc khoảng cỡ 2 tấc ha. Rồi chủ nhà làm thêm cái bề mặt bằng đá hoa cương nè. Bề mặt này là bằng đá hoa cương nha cô chú chị. Ở hướng đi ra bên mặt tiền đường của đường Bà Hôm. Ở chủ nhà có trang bị rèm cửa đồ đầy đủ hết ha. Gạch bên này thì chủ nhà ốp nè. Ốp lên rất là đẹp luôn. Ở kèm theo đó là cái hệ thống đèn. Bên này cũng vậy nè cô chú chị. Bên này chủ nhà cũng ốp lên luôn. Rồi thêm đường chỉ viền nữa cô chú chị nha. Ở CB tổng của nhà mình thì nằm góc này nha. Ở bên trên này là hệ thống đèn pha lê nè, với lại hệ thống đèn led âm. Rồi chủ nhà thì có giật hộp luôn, giật hộp ở khu vực xung quanh luôn, với lại ôm cái vòng cung luôn. Ở đây chủ nhà có làm thêm cái rèm cửa nè cô chú chị, rèm cửa hai bên. Ở bên trái bên phải đều có rèm cửa hết. Đối diện mà nhà mình là cái bức tường, nên cô chú anh chị mình đậu xe ở đối diện này cũng ok nha. Còn cái phần này là một chiếc xe qua lại và vẫn bình thường nha cô chú chị. Một xe qua lại vẫn bình thường. Ở bên trong này là cái gian bếp của ngôi nhà của mình này. Bên này thì chủ nhà làm cái hệ thống lam lên tới bên trên luôn. Cầu thang này có cái hệ thống đèn cảm biến nha cô chị. Đây, hệ thống đèn cảm biến ngay góc bên tay trái nè. Đó, đèn nó tự sáng ha, nó tự sáng tầng bậc lên tới bên trên luôn. Rồi gian bếp mình đây, hệ thống tủ bếp nè, bồn rửa chén nè. Bên này là bếp ga hoặc là bếp âm tùy theo của chú anh chị mình. Còn mặt này đó là mặt kính cường lực nha của anh chị, với cái tông màu là màu xám nha. Tông màu là màu xám, mặt kính cường lực. Ở đây thì cô chú anh chị mình có thể mình thiết kế cái máy hút mùi ở đây nè. Máy hút này ha, để ngay góc này là ok nha. Còn bên này là kệ thờ ông táo nè. Ở hệ thống tủ của nhà mình đây. Bên này cũng vậy luôn, hệ thống tủ nè. Hệ thống tủ này cũng gì. Bồn rửa chén đây, bồn này nóc 304. Ổ điện thì chủ nhà thiết kế nằm bên này. Bên dưới này cũng có mấy cái hộc tủ nữa. Hộc tủ này để đồ. Rồi bên trong này là toilet của ngôi nhà của mình ha. Toilet nằm ở dưới trệt nha cô chú chị. Nằm ở dưới cái cầu thang. Chủ nhà thiết kế ở đây cũng đỡ cái chiếm cái diện tích của ngôi nhà của mình lắm. Rồi có bồn cầu, lavabo, gương soi, vòi sen tắm đồ đầy đủ hết. Ở gạch ở dưới là gạch nhám. Cửa này thì chủ nhà xài là cửa nhôm. Nhôm sinh pha nha, cửa lù. Cửa lù vô nè cô chú chị. Rồi để Hoàng di chuyển là bên trên lầu 1 để review ở bên trên nha. Đây hệ thống này, hệ thống cảm biến nè cô chú chị. Đó hệ thống cảm biến nè. Tay vịn này thì bằng gỗ căm xe. Kính cường lực. Rồi những cái này là inox 304. Cái này là đá nha cô chú chị. Cái này là bề mặt bằng đá nè. Bằng đá nha cô chú chị ha. Nhà này đúc cầu thang là đúc bê tông cốt thép nha. Cầu thang đúc rất là kiên cố của chú chị. Ở bên này thì chủ nhà có làm thêm cái hệ thống lam nè. Lam tông trắng nè cô chú chị. Rồi thêm cái hệ thống đèn led nữa. Nhà này chủ nhà xài hệ thống đèn led rất là nhiều nha. Nên rất cái nhà mình nó rất là sáng và đẹp luôn á.
ở bên trên này nó có cái hệ thống kem cảm biến nữa là của chúng chị. Rồi bên trong này là toilet của ngôi nhà của mình, phía đằng này sẽ là khoảng không gian phòng ngủ. Đây toilet đây của chúng chị. Bên này là cái hộp ren, hộp ren cái đường ống đó. Cái đường ống nước là của chúng chị, cái đường ống thoát nước. Ở bên cái đường ống từ bên trên bồn nước chảy xuống nha. Đó, có bồn cầu rồi đủ hết ha. Vòi sen tắm. Bên này là cái ô kính lấy ánh sáng nè, lấy ánh sáng lấy gió nè. Cửa này thì cửa lùa, cửa nhôm lùa nha quý anh chị, nhôm kính ha. Cửa này cũng vậy luôn, cửa này cũng là cửa nhôm kính nè, cửa này cũng là cửa lùa luôn. Chủ nhà xài cửa lùa, phòng bên ngoài đó cũng cửa lùa luôn quý anh chị. Rồi phía đằng này nó có cái ban công cho mình nữa nè. Đó, mở hết cửa ra rất là thoáng nha nhà. Hai bên là chủ nhà trồng hai cái cây cây nha quý anh chị ha, hai cái cây. Rồi có hệ thống lam ở đây luôn. Đó. Ở bên có cái hệ thống lan can là bằng sắt nha. Mấy cái thanh này là uống nha, uống lên được quý anh chị. Bên này là có cái đường ống nè, đường ống cấp nè, ổ điện nè, đường ống xả thì nằm ở bên dưới này. Để cô chú anh chị mình về mình thiết kế cái máy giặt ở đây. Máy giặt của chú anh chị mình thiết kế ngầm nằm ở đây luôn nè, nằm ngay góc này luôn. Rất là tiện nha. Ở đó, ở ngoài đây là chủ nhà đã lót gạch sẵn rồi của anh chị ha, lót toàn bộ lót ở bên dưới hết luôn rồi. Cửa này thì chủ nhà xài cửa lùa nha, cửa nhôm nha của anh chị, hai bên ha. Bên này hai cánh nè, bên này hai cánh nha của anh chị, cửa lùa. Ở bên trên là hệ thống đèn đèn led âm với lại trần chủ nhà làm cái vòng cung. Đường ống dây đồng là chủ nhà đã thiết kế sẵn cho mình rồi. Ở đường ống dây đồng nè, ngay góc này luôn. Ở đây là cầu thang để mình di chuyển lên trên lầu 2. Ở có hệ thống đèn cầu thang đồ đầy đủ hết. Bên trên này kia nó có cái giếng trời nữa rồi cô chú anh chị. Chủ nhà có làm sẵn cái giếng trời nằm bên trên đó luôn. Rồi để Hoàng quay lên bên trên nha. Này là lầu 2 nha, di chuyển lên bên trên lầu 2 nha quý anh chị. Tay vịn này thì chủ nhà làm cái tay vịn là bằng sắt nha, nhưng mà sơn cái tông màu này là bằng màu giả gỗ của anh chị, màu cà phê sữa, màu cà phê nha, màu cà phê sữa nè. Ở cái đường ống để gắn cái máy lạnh đó quý anh chị. Ở trên đây cô chú anh chị mình gắn đường ống máy lạnh được luôn nè. Mình gắn thì mình thiết kế nó nằm ở bên ngoài đó để mình gắn ha. Cửa này thì chủ nhà xài là cửa nhôm, nhôm lùa hết nha quý anh chị, nhôm sinh pha nhưng mà cửa lùa nha. Đó, cái tay vịn này với lại cái màu này nó khác nhau rồi quý anh chị thấy không? Màu này là màu cà phê sữa, màu này là màu đen, đen xám. Bên trên này thì một phòng. Ở bên trên là hệ thống là đèn với lại trần là giật hộp. Rồi phía ngoài đây nó có cửa sổ luôn, có khoảng không gian cửa sổ. Đó, không gian của cửa sổ ngoài đây. Nhà mình đang thuộc cái con hẻm 208 của trục đường Bà Hôm thuộc phường 13 quận 6 nha quý anh chị. Nhà này có bề ngang là 2,5 m, chiều sâu vô trong là 5 m của quý anh chị nha. Ngang 2,5 m, sâu vô trong là 5 m của quý anh chị. Tổng diện tích đất ngôi nhà đang sở hữu là 12,5 m², có kết cấu 1 trệt 2 lầu, gồm tổng cộng là 2 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh. Hướng chính của ngôi nhà của mình nó là hiện tại đang thuộc hướng Bắc, hướng Nam, hướng này hướng Nam nha quý anh chị. Hướng này hướng Bắc của quý chị nha, sổ hồng riêng pháp lý rõ ràng. Mức giá chủ nhà đang chia sẻ căn nhà này là 2,380 tỷ của quý chị nha, 2,380 tỷ. Cô chú anh chị nào nhu cầu quan tâm thì kết nối ngay với Nguyễn Hoàng để mình qua mình xem nha.
nhớ liên hệ Hoàng với số điện thoại 0901 796379 nha. Còn nếu của chúng chị nào đang có bạn bè người thân mình đang quan tâm, mình chia sẻ cái video này giúp cho bên Nguyễn Hoàng ha. Nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo nha quý anh chị, để mình xem được nhiều video sớm nhất của chúng chị ha. Và bây giờ thì Hoàng xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ở clip tiếp theo. Chúc quý cô chú anh chị mình một ngày làm việc an lành và tốt đẹp nha, và thật nhiều may mắn trong cuộc sống nha.